tín hiệu rõ tốt. Và hôm nay thì ngày chủ nhật cuối tuần thì chúng ta sẽ ôn lại phẩm kinh phú. Tuần trước thì do là chúng ta theo dõi lễ Vê Sắc, lễ trùng tụng kinh tại chùa ở Bình Phước. Cho nên tuần này chúng ta sẽ tiếp tục ôn phẩm thứ hai. Phẩm đầu tiên là chúng ta ôn về phẩm Dhammakaya Quắc Cá, và phẩm thứ hai đó là Citta Appamāna Appamāda Quắc Cá, phẩm không phóng dật. Thì hôm nay chúng ta sẽ, không biết quý vị trong ngày cuối tuần này quý vị có chuẩn bị sẵn những cái tài liệu kinh pháp cú ở trước mặt không ạ, để chúng ta cùng nhau để mà ôn tụng. Hiện tại thì hôm nay cái lớp học ôn tập cuối tuần chúng ta sẽ có nhiều cái vị tham gia. Thì ở đây các vị nào có cái tình đạt xin nhắc lại thì vào cái ngày chủ nhật á, thì chúng ta lúc trước thì sẽ là cái buổi học pháp cú, kinh pháp cú, nhưng vì đang thiếu mà các vị giảng sư đảm trách cho cái ngày chủ nhật, cho nên Tịnh Đạt cũng như là các quý vị ở trong ban điều hành có ý kiến đó là vào ngày chủ nhật chúng ta, trong khi chờ đợi có vị giảng sư mới, thì chúng ta sẽ dành cái ngày hôm nay để mà ôn lại kinh pháp cú. Thì do đó cho nên chúng ta có cái lớp học gọi là ôn tập cuối tuần, và mỗi một tuần như vậy á, thì chúng ta sẽ ôn một phẩm, ôn tụng lại cả Pali, cả nghĩa Việt. Nhà có vị nào chúng ta tham gia cái buổi học ngày chủ nhật đó, thì chúng ta hãy cố gắng chuẩn bị cho mình cái tài liệu kinh pháp cú Pali phần nghĩa Việt của bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu, để chúng ta có một cái bản giống nhau, bản dịch giống nhau. Thì hôm nay do là có một số vị chưa có biết được, chưa có chuẩn bị được, thì những vị còn lại hôm nay chúng ta có chuẩn bị cái tập kinh pháp cú đó, các vị hãy đưa bàn tay xếp hàng để trò chuyện ạ. Đưa bàn tay lên để chúng ta cùng nhau, một lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau để mà thay phiên để mà đọc về cái phẩm Appamāda Quắc Cá, phẩm không phóng dật. Các vị xin các vị hãy giơ bàn tay của mình lên trong cái danh sách xếp hàng để trò chuyện ạ. Thì trước tiên ở đây Tịnh Đạt cũng giới thiệu đó là có những cái vị tăng sinh ở chùa, thay vì những ngày trong tuần á, thì sẽ ôn bài vào lúc 6 giờ. Nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay á, thì ngày Chủ nhật á, thì sẽ tham gia cùng với diễn đàn Pháp Cú Kinh của chúng ta, thì sẽ cùng ôn tập vào lúc 7 giờ cho đến 8 giờ theo cái lịch học của diễn đàn. Tình đạt nhận thấy có nickname Lạc 217. Và có vị nào chúng ta có cái tài liệu đó, tài liệu kinh pháp cú ở trên mạng, các vị gõ vào kinh pháp cú Hòa Thượng Thích Minh Châu. Pali Việt, phẩm không phóng dật.
Trong khi các vị chuẩn bị thì ở đây Tịnh Đạt cùng với các tăng sinh, các vị tăng sinh ở đây sẽ ôn tập trước một sơ qua một lượt Pali và tiếng Việt. Các vị cùng nhau lắng nghe, và nếu mà chúng ta đã có tài liệu trước mặt rồi thì chúng ta cùng nhau đọc theo hoặc là dò theo. Tịnh Đạt cùng với các vị tăng sinh ở đây cũng sẽ cố gắng đọc chậm. Và cái mục đích của cái buổi ôn tập cuối tuần liên quan đến Kinh Pháp Cú, vì chúng ta đã được nghe nhiều lần các cái bài giảng, nhưng mà chúng ta chưa có cơ hội để mà nỗ lực tinh tấn học thuộc một cái Phật ngôn. Thì đây là cái lớp học ôn tập cuối tuần, cũng là cái cơ hội để chúng ta cố gắng để mà khắc ghi, cố gắng nhớ lại, cố gắng học thuộc lòng Kinh Pháp Cú, Phật ngôn của Đức Phật Ngài đã thuyết giảng. Và giờ đây thì xin trước khi đi vào lớp học thì xin cung kính chư tăng và toàn thể vì chúng ta đảnh lễ Tam Bảo. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhemi sakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato savakasangho sanghaṃ namāmi. Phẩm phẩm bút thô phát giáo qua cái chúng ta appa mà đa quốc gá phẩm song yếu. Thì trước tiên chúng ta sẽ ôn phần Pali trước. Phần Pali chúng ta cũng như phần tiếng Việt chúng ta sẽ đọc, đó là một câu như vậy chúng ta sẽ đọc được hai lần. Dạ, cảm ơn cô Đặng Đông. Tiếng Pali chúng ta cũng đọc hai lần, tiếng Việt của chúng ta cũng sẽ đọc hai lần. Các vị đã sẵn sàng chưa ạ? Appamada Wakko appamado amata padang pamado machuno padang appamata namiyanti ye pamata yatamata appamado amata padang pamado machuno padang appamata namiyanti ye pamata yathamata. Đó là câu số 21. Tiếp tục là câu số 22. Chúng ta sẽ đọc Pali một lượt, sau đó chúng ta sẽ quay lại tiếng Việt. Câu số 22. Ewang visesato nyato appamadam hi pandita appamade pamodanti Ariyanang gocare gata Ewang visesato nyato appamadami pandita appamade pamodanti Ariyanang gocare gata. Câu số 23. Te cha yino satatika Nichang dan ha barakama Pusanti tira nipanang Yorakhe mang anuatarang Te cha yino satatika Nichang dan ha barakama Pusanti tira nipanang Yorakhe mang anuatarang. Câu số 24. Uthanavato satimato Sucikamma sanisammakarino Sanyatasa dhamma jivino
appamattassaya so vivadati utthanavato satimato sujikamma sanisammakarino sanyatassa dhamma jivino appamattassaya so vivadati. Câu số 25. Uthanena pamadena sanyamena dhammena cha nibbangayirata metavi yang ogona pikirati uthanena pamadena sanyamena dhammena cha ni bằng ca di ra ta mê ta vi yang ngô go na phi ki ra ti. Câu số 26. Ba ma da ma nu yun chan ti ba la dum mê thi no cha na a pa ma dan cha mê ta vi ha nang se thang wa ra kha ti pamada manuyuranti bala dumme tino jana apamadan jame tawi hana setang warakati. Câu số 27. Ma pamada manuyun cetha ma kamarati santawang apamato hijayanto bhavanti vipulang sukhang ma pamada manuyun cetha ma kamarati santavang appamato hi jayanto bhavanti vipulang sukhang. Câu số 28. Pamadang mappamadena yadanudati pandito banya basa namariha asoko sokening bacang bapatato wapumate hiropale awekati bamadang abamadena yadanudati pandito banya basa namariha asoko sokening bacang bapatato wafumate hirobale awekati. Câu số 29. Appamato bamatesu sutesu bahujagaro apalasang wasikaso hitoyati sumetaso appamato bamatesu sutesu bhujagaro abala sangvasikaso hitoyati sumetaso. Câu số 30. Appamadena makhava devanang satangato appamadang basangsanti bamado anahito sada appamade namakawa devanang setatangato appamadang basang santi pamado garahito sada. Câu số 31. Appamadarato fikhu pamade bhayadasiwa sangyocanang anumthulang dahang agiwa gacchati appamadarato fikhu pamade phayadasiwa sangyocanang anumthulang dahang pakiwa gacchati. Câu số 32. Appamadarato fikhu pamade phayadasiwa abhabbo barihanaya nibbana seva santike appamadarato bhikkhu pamade phayadasiwa abhabbo barihanaya
Nibbana Seva Santike. Sa thú, sa thú. Như vậy là chúng ta đã ôn sơ qua về phần Pali của phẩm Appamada, phẩm không phóng dật, từ câu 21 đến câu 32. Và tiếp tục là chúng ta sẽ ôn về phần tiếng Việt. Và phần tiếng Việt chúng ta cũng đọc mỗi câu 2 lần. Quý vị chúng ta lắng nghe và cố gắng đọc và dò theo để cùng nhau ôn tập. Phẩm không phóng dật, câu 21. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chân. Không phóng dật không chân, phóng dật như chết rồi. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chân. Không phóng dật không chân, phóng dật như chết rồi. Câu 22. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thanh. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thanh. Câu số 23. Người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, bận trí hưởng niết bàn, ánh an tịnh vô thượng. Người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, bận trí hưởng niết bàn, ánh an tịnh vô thượng. Câu số 24. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hành thành tận trọng, tự sống theo pháp. Ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hành thành thận trọng, tự điều sống theo pháp. Ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Câu số 25. Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chê ngự, mật trí xây hòn đảo, nương lũ kho ngập tràn. Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chê ngự, mật trí xây hòn đảo, nương lũ kho ngập tràn. Câu số 26. Chúng ngu si thiêu tri, trong sông đời phóng vật, người tri không phóng vật, như giữ tài sản quy. Chúng ngu si thiêu tri, chuyện sông đời phóng vật, người tri không phóng vật, như giữ tài sản quy. Câu số 27. Chớ sống đời phong vật, chớ mê say dục lạc, không phong vật thiền định, đạt được an lạc lớn. Chớ sống đời phong vật, chớ mê say dục lạc, không phong vật thiền định, đạt được an lạc lớn. Câu số 28. Người trí dẹp phong vật, với hành không phong vật, leo đầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu. Bận trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. Người trí dẹp phong vật, với hành không phong vật, leo đầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu. Bận chi đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. Câu số 29. Tinh cần giữa phong vật, tỉnh đứng giữa quần mê. Người trí như ngựa phi, bỏ sao con ngựa hèn. Tinh cần giữa phong vật, tỉnh thức giữa quần mê. Người trí như ngựa phi, bỏ sao con ngựa hèn. Câu số 30. Đế thinh không phong vật, đạt ngôi vị thiên chủ, không phong vật được khen, phong vật thường bị tranh. Đế thinh không phong vật, đạt ngôi vị thiên chủ, không phong vật được khen, phong vật thường bị tranh. Câu số 31. Vui thinh không phong vật, tỳ kheo sợ phong vật, ngước tới như lửa hừng, thiêu kia sự lớn nhỏ. Vui thinh không phong vật, tỷ kheo sợ phong vật, vươn tới như lửa hừng,
tiêu kiến sự lớn nhỏ. Câu số 32. Vui thinh không phong vật, tỷ kheo sợ phong vật, không thể bị thôi đọa, nhân định gần niết bàn. Vui thinh không phong vật, tỷ kheo sợ phong vật, không thể bị thôi đọa, nhân định gần niết bàn. Sa thú sa thú. Nhà các vị có nghe theo dõi được âm thanh rõ không ạ? Dạ sa thú. À, đó là cái phần ôn tập. Cái phần ôn tập cuối tuần về phẩm không phóng vật Appama Đá Quát Gá. Con đi lấy cái rô xe số không? Thì để cho cái sự tương tác, cái sự không có bị nhàm chán trong cái việc mà ôn tập như này đó, thì Đình Đạt có nhiều cái ý như thế này. Ban đầu thì Đình Đạt có nhắc quý vị là khi đến cái buổi học ôn tập cuối tuần thì chúng ta hãy cố gắng chuẩn bị cho mình tài liệu bản song ngữ Pali và bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Hoặc là chúng ta cũng có thể theo dõi ở trên khung chat của diễn đàn để mà theo dõi cái bài. Nhưng mà chúng ta chuẩn bị tài liệu thì vẫn tốt hơn. Hôm nay thì Tịnh Đạt nghĩ những vị nào có thể giơ tay cầm mic được đó, chúng ta sẽ cùng ôn tập. Cách thức ôn tập như sau. Ban đầu, bước đầu tiên thì Tịnh Đạt sẽ ưu tiên xưng phong cho các vị nào xưng phong chọn cho mình ba câu pháp cú mà mình cảm thấy ưng ý, tức là mình cảm thấy có cái hiểu hay là chúng ta có cái sự hoan hỷ trong cái câu kinh pháp cú đó. Lúc nãy thì Tịnh Đạt có thấy là cái nickname Lạc 2017 giơ tay được, cô Tina. Vì nào bây giờ có thể cầm mic được, chúng ta có thể giơ tay lại không ạ? Cầm mic để mà cùng ôn tập cuối tuần ạ. Thì các vị sẽ chọn cho mình trong từ câu 21 đến câu 32, chúng ta sẽ chọn cho mình 3 câu, bất cứ câu nào. Rồi chúng ta sẽ ôn 3 câu mà chúng ta chọn. Thí dụ như là các vị sẽ chọn câu 21, 22, 23, hoặc là câu 21, 25, 28, hoặc là 3 câu cuối cùng chẳng hạn. Thì sau đó chúng ta sẽ cầm mic, giơ tay cầm mic và sẽ đọc lại cho diễn đàn chúng ta cùng nhau ôn tập theo dõi. Dạ không có, mình chỉ đọc lại thôi. Dạ. Chúng ta chỉ đọc lại thôi. Dạ. Trước tiên là có một cái nick là Lạc. Không biết đọc cái này như thế nào, là vị nào. Sư xin phép là đọc theo cái nickname Lạc NL2017-1. Cô Lạc Lê. Thứ hai đó là cô Tina N. Và còn vị nào có thể cầm mic được không ạ? Và chúng ta cùng nhau giơ tay lên một lượt để chúng ta chọn. Mời cô Lạc Lê và cô Cẩm Vân. Mời cô Lạc Lê chọn cho mình ba câu. Cô Lạc Lê gõ lên khung chat trước ạ, khung chat của diễn đàn, để các vị khác để chọn chung và có thể chọn khác đi để các cái câu được ôn tập không có bỏ sót. Dạ mời cô Lạc Lê chọn cho mình ba câu kệ ngôn pháp cú. Dạ xin mời cô cầm mic. Rồi xin xuống mic ạ.
Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ Nam Mô Sang Kha Giá. Con Lạc Lê, nhà pháp danh con là Tâm Phương. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và con kính đảnh lễ Đại Đức. Alo, là Sít Tâm Phương ơi, trong đạo tràng không nghe được giọng của Sít nữa rồi. Alo, Sít Tâm Phương. Sít Tâm Phương cứ cầm mic lại nha, mời Sít Tâm Phương nha. Chắc là Sít Tâm Phương mà chắc máy bị già đi đứng rồi sao. Chú mời Tin An nhé. Tin An, mời Tin An lên cầm mic nhé. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư và quý cô thương nữ, và con kính chào đạo tràng. Dạ thưa sư, mình đọc hay là mình kể, hay là mình có thể đọc theo thứ tự được không thưa sư? Dạ alo, Tình Đạt xin nhắc lại đó là chúng ta có một cái hình thức ôn tập mới. Thì sau khi Tình Đạt cùng với Tăng Sinh ở đây để mà ôn tập một lượt xong thì sẽ mời những vị trong lớp học ôn tập cuối tuần của mình sẽ giơ tay và chọn cho mình ngẫu nhiên ba câu kệ ngôn pháp cú ở trong cái phẩm phóng vật không phóng vật, tức là cái phẩm mà chúng ta đang ôn ngày hôm nay đó, ba câu kệ ngôn theo thứ tự cũng được hoặc là không theo thứ tự cũng được, rồi sau đó chúng ta sẽ kệ hoặc là đọc ba câu kệ ngôn đó bằng tiếng Pali và bằng tiếng Việt. Đó là bước thứ nhất, thì còn bước thứ sau nữa thì Tịnh Đạt sẽ thông báo tiếp kế tiếp để chúng ta không có bị rối. Thì hiện tại là lúc nãy là có cô Lạc Lê. Cô Lạc Lê hình như bị rớt mạng ra bên ngoài. Dạ, cô mới vào là lại rồi. Cô Lạc Lê chọn cho mình ba con số ở trong phẩm kinh pháp cú, chat lên khung chat của màn hình chính để cho những vị phía sau chọn thì chúng ta có thể chọn những cái câu kệ ngôn không bị trùng lập, để cho toàn thể những cái câu trong cái phẩm hôm nay chúng ta được ôn lại trọn vẹn, không có sót câu nào. Không có ý, cô Cẩm Vân, tức là Tịnh Đạt sẽ có cái bước thứ hai nữa, thì sẵn luôn Tịnh Đạt nói luôn, tức là trong ba câu kệ ngôn mà mình chọn đó, mình sẽ học thuộc một câu trong ba câu. Cho nên Tịnh Đạt muốn nói là hai quý vị hãy chọn cái câu nào mình tâm đắc, mình cảm thấy mình thích thú cái trong câu đó để mình học thuộc lòng, cố gắng học thuộc lòng ở trong cái buổi ôn tập cuối tuần luôn. Đó là bước thứ hai. Chứ đọc theo thứ tự đó là thì cũng được, nhưng mà ý là mình tự mình chọn thì nó sẽ tốt hơn. Dạ. Không biết cô Lạc Lê có nghe được âm thanh trở lại chưa ạ? Alo. Cô Tina chọn cho mình ba câu kệ ngôn theo từ câu 21 đến câu 32, mình chọn câu nào cũng được. Dạ, cô Cẩm Vân chọn
ba câu kệ ngôn. Và sư cũng muốn kêu gọi những cái vị chúng ta ở trong diễn đàn, đây là cái buổi ôn tập lại, ôn tập cuối tuần, cho nên chúng ta cố gắng hưởng ứng và giơ tay để tham gia cùng ôn bài, chứ không phải là cái ngày hôm nay là các sư không có nói thuyết giảng giải thích nữa, mà là những người chúng ta ngồi nghe thường xuyên thì hôm nay chúng ta sẽ làm việc. Dạ cô. Dạ chỉ còn mình chỉ chat cái số câu thôi. Dạ cô Trần Phụng, nick Trần Phụng, mình chỉ chat cái số câu, giống như là cô tu nữ Tuệ Duyên chọn là câu 23, 24, 25 là sa thú. Dạ những vị như cô Cẩm Vân, cô Tina, mình chọn cho mình cái số câu trước, rồi sau đó Tịnh Đạt sẽ mời các vị tuần tự chúng ta sẽ đọc lại cái câu đó. Đó là bước thứ nhất. Và bước thứ hai sẵn nói lại, đó là trong ba câu mà chúng ta chọn đó, chúng ta sẽ học thuộc một trong ba câu đó, và chúng ta cố gắng là không nhìn màn hình, không nhìn tài liệu và đọc lại. Vị nào có khả năng chúng ta nhớ nhanh đó, thì chúng ta sẽ học luôn Pali. Còn không thì chúng ta sẽ học thuộc bằng tiếng Việt. Học thuộc bằng tiếng Việt. Và coi như là hôm nay chúng ta tham gia ôn tập cuối tuần là chúng ta học được một câu kệ ngôn pháp cú. Và đó là cái vốn của mình trong ngày hôm nay. Cô Cẩm Vân chọn câu 21, 22, 23. Trùng nhau cũng được, không sao hết. Nick Quảng Thanh chọn câu 21, 22 và 27. Dạ được, ba vị chọn rồi thì bây giờ để trước tiên xin mời cô Cẩm Vân sẽ cô Tuệ Duyên, cô tu nữ Tuệ Duyên chọn trước. Cô tu nữ Tuệ Duyên chọn trước, mời cô tu nữ Tuệ Duyên sẽ lên đọc ba câu kệ ngôn 23, 24 và 25. Dạ kính mời cô Tuệ Duyên. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Đại đức Tịnh Đạt và kính lễ quý tu nữ, kính chào quý thiền nam tín nữ. Hôm nay thì đại sư cho con chọn, nhưng mà bây giờ phải bót ba câu đó lên dùng huynh quá thanh á. Dạ cảm ơn huynh. Dạ bây giờ tự nhiên xin đọc. Tê cha di nô sa ta ti ca nít chăng đá ha ba ra ca ma phú san ti thi ra ni ba năng vô gắt vô gắt vô gắc khề măng anh nút ta măng út tha na quá tô sát sát tì mô su chi căng má xa ni sang mắc ca ri mô xanh nhá ta xa xanh nhá ta sa tham mắt chi nô áp bám mắt ta sa yat so khi quát thát tí út tha nề ná bám ma đề ná sam giá nề ná sam giá mề ná đa mề ná chá đi bằng các nghĩ ra tha mê tha quỳ 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 giám mô
quy giá quy văn đi quy giá mô nafika rati hôm nay mới ngày đầu cho nên là tự nhiên cũng hơi lòng cộng à, mong đạo tràng quan nghĩ bây giờ để tự nhiên đọc bây giờ này tự nhiên mà vô không rung mà nó động cộng dạ giờ tự nhiên tê tê cha nô tì ca nịt chăng đa ha bà rắc ca mà phù sa ti ba năng vô ga ê mang một ta rằng u tha na qua tu sa ti ma tô su chi cam ma sa ni sa ma ca di lô danh nhà ta sa thầm ma chi vi nô ba ma ta sa ya yu phi vi quát tha ti u tha nê nam ba ma đê na sam ya me na da me na cha ni bang kai ra ta me tha vi ya mo go nan ki ra ti dạ tự nhiên xin xuống mic kính mời chị Cẩm Vân. Dạ lần đầu tiên đọc một lần ba câu ba đoạn như thế này nó hơi lòng cộng, từ từ thì nó sẽ thuần thục. Dạ kính mong đạo tràng hoan hỷ. Dạ bây giờ kính mời chị Cẩm Vân ạ. À. Dạ sa thú cô tu nữ tuệ duyên. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thăng Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài. Dạ, câu số 21. Áp Bá Ma Đô Á Má Táp Tá Bá Đăng Phá ma đồ mát chú nô phá đằng áp phá mát tà ná mi dành tí dê phá mát tà giá thà má tà ê tăng quý xê xá tô nhà tòa áp phá ma đằng hí pan lý tà áp phá ma đề phá mồ đằng tí Ariya năng vô chá rề rá tà tê tê cha dí nô sa tá tí ca nít chăng đàn há phá rạp cá mà phú sàn tí thi ra nít ba năng vô gắt khê năng á nú tá răng áp bá ma đồ á má tá phá răng phá ma đồ mắt chú đồ phá răng áp bá mắt tà ná mì dành tí dê phá mắt tà giá thà má tà
Ê tăng quý sê sá tô nha tòa áp phá ma đạ đăng hí phàn đi tà áp phá ma đề phá mô đàn tí á rí gia năng vô chá rê rá tà tê chà dí nô sa tá tí ca mít chăng đàn há phá rát ca mà phú xăm tí thì ra nếp ba năng vô gắt khê năng vô gắt khê măng á nú á nú tá răng. Dạ, cảm ơn, đã đọc bài xong. Mến mời bàn tay của Trần Phùng. Dạ, sa thú cô Cẩm Vân. Dạ, con kính đảnh lễ Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ, Đại Đức Tịnh Đạt, con kính lễ Đại Đức Tuệ Đức. Dạ, con cảm ơn chú Quốc Thanh đã cho bài đọc. Dạ, con đọc không quen nên con run lắm, nhất là mấy cái trường hợp mà như chương trình mới như vậy. Dạ, con xin được đọc câu pháp cú số 21. Áp ba ma đồ a ma ta ba đằng ba ma. Dạ, con đọc lại. Abba ma do amata ba đằng ba ma do mat chuno ba da mat ba mat ta na mi yan ti ye ba mat ta ya tha ma ta. Abba ma do amata ba đằng ba ma do mat chuno ba da mat ba đa mắt ba mắt ta na mi yan ti ye ba mắt ta ya tha mắt ta. Dạ, câu số 20. Tham mô nhất thiết
Dharato Bhikkhu Bamma De Phasya Dasi và Afabo Bari Barihanaya Nibbana Nibbana Se Vasantike Abhamma Dapako Dutiyo Nithito Yamakapha Yamakapago Bathamo Nithito. Dạ, con xin kể. Dạ thôi, mấy đứa con lần đầu tiên cho con đọc con luôn. Dạ con đọc có sai, dạ con xin sư với đạo tràng chỉnh sửa lại dùm cho con. Dạ xin cảm ơn ạ. Con xin dâng viết lại cho vị tiếp. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư và quý cô cư nữ, và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 29, 30 và 31. Appamatto pappamatte su sute su bahu jagaro appalassam quasi gasso hito yati sume sume thaso ti appamatto pappamatte su sute su bahu jagaro appalassam quasi gasso hito yati sume thaso ti. Câu số 30. Appamadena makkhawa deva nan setthattang gatto appamadang phasang santi phamado garahito sada. Và câu số 31. Appamadarato bhikkhu phamade phayadassiwa sanyo chát năng ác nôn thù lần đã hằng ác ký quá gách trà tí ấp bác mà đà ra tù biết khu bác mà đề phát giá đá xì hòa sanyo chát năng ác nôn thù lần đã hằng ác ký quá gách trà tí. Nhà con xin phép được kể. Appamatto pappamatte su sute su bahu jagaro appalassam quasi gasso hito yati sumentaso ti. Appamatto pappamatte su sute su bahu jagaro appalassam quasi gasso hito yati sumentaso ti. Câu số 30. Appamatte namakkhawa deva nan setthattang gatto appamadang phasang santi phamado garahito sada. Appamatte namakkhawa deva nan setthattang gatto appamadang phasang santi phamado garahito sada. Và câu số 31. Appamatte rato bhikkhu phamade phayadassiwa sanyo cha nang anun thu lang ta hang agi wa gat cha ti. Appamatte rato bhikkhu phamade phayadassiwa sanyo cha nang anun thu lang ta hang agi wa gat cha ti. Dạ thưa con, kính
Tri ân quý sư và quý cô tư nữ và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ ba bảo Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Và con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh, Đại Đức Tịnh Đạt và Đại Đức Đại Đức ạ. Và con kính lễ cô tu duyên và con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng hiện diện trong đạo tràng và kính lễ cứ bà cô. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú của cả tiếng Bali và tiếng Việt luôn ạ. Abhamado amata ba đằng bhamado machuno ba đằng abhamata namirantiye bhamata rathamata. Câu số 21. Abhamado amata ba đằng bhamado machuno đằng abhama ba mát tà na mi ran ti dê ba mát tà gia thà ma tà. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Câu số 22. Ê tăng quy xà sa tô nhà tòa áp ba mà đa hi bản đi tà áp ba mà đề ba mồ đàn ti a di già nằng gồ cha rề ra tà ê tăng quy sa tồn áp ba mà đàm hi bản đi tà áp ba mà đề ba mồ ti a di già nằng gồ cha rề ra tà. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. Câu số 27 ạ. Mà ba mà đa đam đa ma nuy dùng chề tha mà cà ma ra ti sàn appa mô cha qua dân tổ bắp bồ ti quy bu lằng su khằng mà ba mà đam man na nu rùng chê tha mà ca marati san tha quang appa mát tổ hi cha ran tổ bắp bồ ti quy bu lằng su khằng. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định, không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn. Chớ phóng dật đời, chớ sống đời phóng dật, chớ mê dục lạc, không phóng dật thiền định đạt an lạc lớn. Dạ con đã đọc xong, dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Thầy giá, dạ con xin hỏi đạo tràng có nghe được âm thanh con không ạ? À, dạ sa thú, dạ con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sáng Khai giá, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào quý đạo hữu và con xin phép đọc câu Phật ngôn số 30, 31, 32.
Appamade namakkhava deva nang setatang gato. Appamadang pasang santipamado garahito sadati. Nhờ chiên cần ma già thành vua trời đau lợi, chiên cần được ngợi khen phóng dật thường bị la. Appamadato bhikkhu pamade phayada sikva. Sanyo cha nang anun thù lăng đá hằng ít kỳ quát gát cha tì tí. Tì khu mến chiên cần hoặc thấy sợ phóng dật như lửa cháy lan truyền kiết sự nhỏ lớn mất. Câu số 32. Appamadarato bhikkhu pamade phayada sikva. Apappo parihana yanipana se vasantike ti. Tỳ khu mến chiên cần hoặc thấy sợ phóng dật không thể bị xa chân nếp bàn đến cần thật. Cái con nhớ lại câu số 30. Nhờ chiên cần ma già thành vua trời đau lợi, nhờ chiên cần được ngợi khen phóng dật thường bị lè. Dạ con có chỗ nào sai con thành kính thành sư chỉnh sửa cho con. Dạ con kính tri ân đạo tràng Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ sa thú lành thai. Dạ trước tiên thì tỉnh đại xin ghi nhận các vị đã rất là tích cực để mà đóng góp trong cái buổi học ôn tập cuối tuần. Tuy nhiên thì đúng là do là cái lớp học của chúng ta cũng tổ chức rất là gấp và rất là ngẫu nhiên, cho nên có nhiều cái chương trình sắp xếp nó chưa được ổn. Mong rằng nhiều cái lớp học về sau thì chúng ta có cái sự sắp xếp nó ổn thỏa hơn. Tại vì Tịnh Đạt nghĩ đây là cái buổi ôn tập, cho nên cố gắng làm sao khi mà chúng ta kết thúc cái buổi ôn tập thì trong một phẩm như vậy chúng ta sẽ thuộc được ít nhất là một câu kệ ngôn, và cái câu kệ ngôn sẽ đi với chúng ta vào trong cái đời sống. Thuộc cả Pali thì rất là hoan hỷ, và nếu không thì chúng ta thuộc nghĩa Việt, và sau đó chúng ta sẽ tự tìm lại những cái bài giảng liên quan đến cái câu kệ ngôn mà chúng ta thuộc lòng đó, cũng như là đọc lại cái tích truyện liên quan đến cái câu kệ ngôn đó. Thì như vậy là cái việc học nghe pháp và tham dự cái buổi cái room Pháp Cú Kinh sẽ có kết quả rất là nhiều hơn là việc là chúng ta đến giờ vào room để mà lắng nghe. Bởi vì trong thời gian lắng nghe như vậy thì không thể nào chúng ta xuyên suốt ngồi trước màn hình và lắng nghe chăm chú 100% được. Cho nên lớp học ôn tập cuối tuần nhằm mục đích đó là cô động lại cho các quý vị chúng ta cố gắng để mà nhớ một câu hoặc là nhiều câu và liên quan đến cái tích truyện, rút ra bài học kinh nghiệm của mình. Thì đó là cái mục đích hướng đến của cái lớp học của Chủ Nhật ôn tập cuối tuần. Vì thời gian chúng ta đã hết rồi thì mong rằng cái buổi ôn tập cuối tuần kế tiếp chúng ta sẽ tổ chức lại được hoàn chỉnh hơn, và mong rằng tất cả quý vị ở đây cũng cùng nhau tham gia tích cực như ngày hôm nay thì rất là hoan hỷ. Một lần nữa Tịnh Đà xin tri ân chư tăng và tri ân tất cả quý vị đã cùng nhau tham dự cái lớp học cuối tuần này, cùng nhau để mà học Phật ngôn. Tịnh Đà xin được kết thúc
cái buổi học ôn tập cuối tuần. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo và chư thiên luôn gia hộ cho tất cả quý vị được nhiều cái sự an lành hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, tình đàn xin được xuống mic ạ. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã vào rung cho chúng con được ôn bài, ít nhất cũng nhớ được một hay hoặc là dạ, chúng con kính tri ân dạ, con kính thỉnh Đại Đức chúc bạn phước báo vì Thượng Tọa Minh Hạnh đã rời.